Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ 8, các vua Xem La khen ngợi. Lúc đó, trong dãy núi Thiết Vi, có vô lượng đại quỷ vương cùng với vua Xem La đồng lên cung trời Đao Lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đá Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anacha Vương, Đại Anacha Vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương, cả thảy ở trong cõi Xiêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Xiêm La nâng sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Bấy giờ, vua Xiêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con được phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Xem La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ, vua Xem La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường, dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ, Ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sinh vừa được thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa? Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sinh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Đức Phật bảo vua Xem La rằng: Chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tính tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trong 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sinh đó, làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sinh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề kiêng nghiệp dữ, phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hùng sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm, chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, các loài ác độc. Chợt gặp người quên lạc đường kia, đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì, có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người hỏi đường đó, bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn lui trở lại, muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chưa có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi được, lại còn phải bị tổn tính mạng. Người lạc đường đó cũng xin lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kẻ người quen, người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tính mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sinh lên cõi trời, cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sinh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đường kia, lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức, dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác, lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó, nay được thoát khỏi rồi, chọn hẳn không còn đi vào đường đó nữa.
Nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sinh bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sinh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sinh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được thoát khỏi. Bấy giờ, ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương, số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới, ác nhiều lành ít. Đi qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, trại vườn, buồng nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mảnh lâm sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cái, chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật, cúng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tốt kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật của quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con chuyển các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ, cùng sự tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo, thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, hối là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hai thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiên nữ như thế, ta cũng chuyển cho các vị trời Phạm Vương, Đế Thích, hộ vệ các ông. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sinh khi tử, con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý của con, nên đến đỗi khi sinh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? Người trong cõi Diêm Phù Đề, lúc mới sinh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sinh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con, đều được nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được hưởng lợi. Sau khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận, chớ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang, đàn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ, đứa con chẳng được an vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xả trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà được nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ ra nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật, hội họp thân quyến. Vì lễ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tay vạ, mẹ con đều tổn. Lại ngồi trong cõi Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa vào ác chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sinh tiền, biết tu tạo cội phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhận đến hóa làm người thân quyến, dẫn dắt thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sinh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam, tử, nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung, thời thần thức hôn mê, không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai, không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của người lâm chung đó nên sắm sửa, làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế, có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ, ác thần, thầy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc lâm chung, nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy, trừ năm tội vô gián, cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ, đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền được thoát khỏi cả. Đức Phật bảo Chủ Mạng Quỷ Vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sinh tử, cứu hộ chúng sinh như thế, như về trong đời sau này, có kẻ nam người nữ nào, đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ Mạng Quỷ Vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sinh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ trông mong các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, trong lúc sinh của lúc tử, tin theo lời của con, đã nói trên, thời đều giải thoát, được lợi ích lớn. Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng,
vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quỷ vương, ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh cùng lúc tử. Đó là bậc Bồ Tát Đại Sĩ, vì lòng từ bi, phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thiệt thời không phải là quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế, hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.